Có thể bạn chưa biết cách chèn ảnh vào một ảnh đã có khi đăng hình ảnh trên Facebook. Mọi người vào Facebook chọn ảnh muốn đăng, rồi kích vào ảnh cần chèn, rồi ấn vào biểu tượng mặt cười, sau đó ấn vào vị trí như trong hình. Bạn chọn ảnh cần chèn và bạn chọn hình dạng hiển thị của ảnh chèn. Sau đó bạn phóng to hay thu nhỏ tùy thích và đặt vào vị trí theo đúng bố cục mà bạn muốn, rồi ấn vào nút đã xong. Vậy là ta đã chèn được một ảnh như mong muốn. Hãy kết bạn Facebook với mình và ấn follow kênh TikTok của mình nhé.